Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì xin được mời tất cả quý vị cùng hướng về sân khấu để chúng ta cùng chào đón tiếng hát của hai nghệ sĩ Võ Minh Lâm và nghệ sĩ Kim Luận. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ ngày hôm nay, Võ Minh Lâm sẽ cùng với Chu Vàng 2013 Kim Luận sẽ gửi đến quý vị một lớp trích đoạn rất nổi tiếng được mang tên Pháo Hồng Tiện Bước Em Đi, trích trong vở tuồng Máu Nhuộm Sơn Chùa. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thưa bà, kìa ông là ai? Tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàng gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắng trình. Đêm qua tôi có về ngã nơi họ hẹn cũ, thì mới hay người con gái ấy đã sang sông. Thôi ông đừng nói làm tôi thì bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiếng mùa thu vào trong một giấc mơ buồn. Bà sẽ một chiều nào dừng chân nơi quán là xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc như một loài chim buồn lạc lòng cánh sương. Bà ơi, nếu một phút giây nào bà còn chanh nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà hẹn ước, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Ông là ai? Ông là ai mà giọng nói như bàng hoàng nức nở chuyện ban đầu của hai đứa yêu nhau? Có phải chăng ông là kẻ đã ra đi và để lại sau lưng niềm đau trong lòng? Bà ơi, chỉ như tôi với bà đã cùng thề hẹn buổi chia ly, thì giấc mơ xưa sẽ không còn gì nữa cả khi rượu tân hôn đang nồng nặc loan phòng. Trời tâm can, bà đã bình yên khoác áo theo chồng, bà đã tận hưởng một cuộc đời vàng son quá mộng, bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàn hạnh. Và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dầm trời xa không bỡ ngỡ mộng sông hồ. Năm ca, anh cố tình vĩnh viễn xa em. Để cho bà được bình yên lên kiểu cưới. Không, đó là quyết định của sư mẫu. Em làm con thì làm sao cãi lời người cho được. Thôi. Năm ca. Thôi bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng trở thành vợ của người ta, còn tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có tiếng thương cũng đành ly biệt, mộng mị nào rồi cũng tàn cuộc giữa cánh sương. Thì thôi, đường bà đi, đường tôi bước, chẳng có quang hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên triền đồi có là để lắng nghe chim quyên rộn rã kêu sầu. Đó cũng là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống bên chồng và bên những đứa con xinh. Còn tôi với
một cuộc đời không định hướng, bụi sông hồ sẽ vùi lắm bước chân hoàng. Xin vĩnh biệt tâm cơ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và thể theo yêu cầu của 2.000 khán giả đang có mặt tại đây, thì xin một lần nữa mời nghệ sĩ Võ Minh Lâm quay ngược trở lên sân khấu. Cái này là không phải MC gài nữa. Cái này là 2.000 khán giả yêu cầu, cho nên xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Và để liên tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay, Võ Minh Lâm một lần nữa xin gửi đến quý vị một lớp trích đoạn được mang tên Đưa Em Về Quê Mẹ, mời quý vị cùng thưởng thức. Thưa bà, tôi hát đây. Lệnh bà ơi hãy xem chuyện ngày xưa như giấc mộng qua rồi, xin nhặt tất cả đốt lên thành tro bụi rồi hát bài tình biệt thiên thu. Lá thu rơi bởi trời xui nên chướng tình chia lìa bởi con tàu la lai. Thôi thì buông lỏng đôi tay và coi như đánh rơi một vật quý ở trên đời. Cho làng da thêm tươi tắn mịn màng, cho tuổi xuân qua đi không vội vã, để cho bà không có mùa đông. Hát rằng một mình tôi thơ thân, tìm dấu chân nàng để gợi nhớ thương thương. Các buổi giờ đây cũng
trôi không còn nữa, quê mẹ giờ đây tan nát bởi quân thù. Đây tóc nàng ngày nào trao tay, ta vẫn còn tình lòng bên ai, nhắc ai nở mắt nàng đi. Chàng đang thanh kim dài bước đi mà đau đớn lòng tan tình tan tình tan tình tan tình tình là tình tình tan. Chiến tranh gieo rắc điều tàn, lỡ duyên mà đôi lứa ôi buồn ôi buồn. Mang bên mình thanh kim gái, ông lão là ai mà giọng nói giống Hà Tùng. Công công bà ơi, tôi là thư sinh không quen cung kiếm, bị giặc bảo tàng bắt giờ trên đường về quê. Mẹ thân yêu nay thanh kim gái trở về nguyên vẹn, tôi cùng dân mình tiêu diệt lũ xâm lăng. Dạ vâng, xin hết. Và bây giờ thì Lâm và Luận để lắp lại tình cảm của quý vị sẽ gửi đến quý vị một bài vọng cổ cũng rất là dễ thương. Dạ, Cung Đàn Mới, tác giả của Ngô Hồng Khanh. Dạ, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Những chàng trai mẹ
chén rượu cần chúng đã ngà say. Áng mây buồn chiều nay hết bâng khuâng cùng ai thương nhớ. Tiếng đàn trưng là tiếng lòng em đó, hãy ngân vang lên khắp buồn làng. Đúng đàn giữa giang cuốn theo gió ngàn, đàn reo tình cảm của quý vị sẽ cùng song ca với Kim Luận, Chuông Vàng 2013. Một bài vọng cổ, một bài tân cổ cũng rất là quen thuộc đối với khán giả Mộ Điệu sân khấu cải lương. Bài hát được mang tên
Lan và Điệp. Mời quý vị cùng thưởng thức. Xài đi. Lan ơi, dẫu mai đây đường xa xôi dịu dời, thân ở thành đô mà lòng gửi về quê cũ bên người yêu chờ đợi bao ngày. Xin em đừng giá nghi ngờ, dẫu đèn đố thì ngọn xanh ngọn đỏ anh vẫn trọn lòng thương nhớ mảnh trăng quê, nhớ dòng sông bên lỡ bên bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa rưa khách, nhớ người yêu trúc ống cho anh ăn học nguyện trọn một đời không giống phố đổi thay. Thôi cũng không còn sớm nữa, tạm biệt Lan, Điệp lên đi Sài Gòn học nha. Lời xưa đã chứng minh khi đời ta
đi xây một gia đình. Ai nào biết cho ai đời quá chua cay quyền đặng lỡ đi ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui chung từ đây, vui chung từ đây. Sáng tác cùng rất dễ thương của soạn giả Hoàng Song Việt, bài vòng cổ được mang tên Hương Xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức. Cùng hoa lá xanh tươi, ôi giáng xuân tuyệt vời ngàn đời, xuân mãi kiêu sa.
ước mơ xanh gieo rác trong tâm hồn người người chứa gian tình xuân. Cùng nhau chờ mong về phố thiên nhiên la qua đất trời giao duyên hương đời hương lòng bay cao đấng khá một cõi bình yên giữa lòng người mến mong sâu rộng qua nguồn xúc cảm trào dâng rất quen mà rất lạ làm sao xuyên bâng khuâng chờ đợi phút giao thương dạng vật bóng lặng còn ngân nga vang vọng tiếng chuông chùa rồi xóm thôn lung linh ngàn ngọn nến như vàng ánh sao trời xuống mở hội hoa đăng trước hiên nhà những đầu bạc đầu xanh cùng chắp tay khe khẽ tiếng nguyện cầu lòng người không còn những bến đột khe sâu mà chỉ trong lành từng khát khao mơ ước. Trên bờ môi trong đôi mắt bao người như gợi lên ánh xuân tươi vời cho niềm tin chưa chan gọi bên đàn con là tôi mơ ước non dài lâu cha cầu mong tươi thắm tương lai nhân ái cho đời trong tương ngoài năm nay xuân đến rồi đi thêm tuổi trời cho ngoài mà cứ mỗi lần xuân vẫn thấy ngoài vui mừng mừng cho quê nhà no ấm mừng cho cháu con biết giữ đạo làm người rồi những cánh mai vàng đã tươi cười rạng rỡ trôi lọc biết trên cành hướng hở đón xuân sang là ước mơ cũng ngây ngất nồng nàn trong mắt trong tim những tâm hồn son trẻ mùa xuân ơi sao mà yêu thương quá xuân giữ cho đời nguyên vẹn những tình yêu nhân ai phương xa đó quay bước về chào xuân giáng xuân giữa nơi quê nhà luôn thiết tha đậm đà xanh ngát hồ trời xuân vàng hòa ngát hương xuân ôi cửa giao thừa đã mở thềm năm mới thênh thang xin cầu nguyện cho nó ấm thanh bình luôn vĩnh hằng trên quê cha đất tổ hạnh phúc của mỗi người dạt dào như sóng vỗ tài lộc dồi dào như hoa cỏ mùa xuân cầu cho tuổi thanh xuân luôn ngập tràn mơ ước cầu cho mỗi em thơ mãi đẹp tuổi thiên thần cầu cho lúa quay cây trái sai quăng cuộc sống sẽ khang trang cho miền quê châu thổ chúc cho quê hương đến mùa xây tổ hạnh phúc ngập tràn tươi thắm tựa mùa xuân.